phụ, tình và sống. Xin kính chào quý vị. Hôm nay, xin kính mời quý vị nghe bài đọc Đức Tin, ý nghĩa của nụ cười. Không có công việc nào là nhỏ nhoi hay thấp kém, mà chỉ có người không tìm thấy ý nghĩa trong công việc của mình mà thôi. Khiết Danh. Có một ông chủ kinh doanh nhỏ nọ sang Nhật Bản công tác. Tuy là người thành đạt, nhưng ông rất khiêm tốn và luôn chia sẻ thành công với nhân viên của mình. Sau khi hoàn tất công việc, ông đến một siêu thị để mua các món quà cho nhân viên của mình trước khi về nước. Ông bước vào siêu thị, một người phụ nữ dáng vẻ nhỏ nhắn đón chào ông và một nụ cười nồng ấm, khiến ông rất cảm động, hài lòng và không thể quên thái độ thân thiện đó. Trong khi mua sắm, thỉnh thoảng ông liếc nhìn người phụ nữ kia, cô đều dành nụ cười tươi như thế cho mọi khách hàng. Nhà kinh doanh nọ bắt đầu tự hỏi, tại sao cô ta cười mãi như một cái máy thế? Đứng cười mãi suốt ngày như thế thì thật là chán ngấy. Ông bèn bước tới đến gần cô và hỏi, chào cô, không phải là cô đang cố làm công việc này đấy chứ? Cô đã làm như thế này bao lâu rồi? Người phụ nữ mỉm cười đáp, thưa ông, tôi đã làm việc này 10 năm rồi, và tôi rất yêu công việc của mình. Nhà kinh doanh hết sức ngạc nhiên hỏi tiếp, tại sao cô lại theo đuổi công việc này lâu như thế? Lý do gì khiến cô yêu thích nó? Người phụ nữ lại nở nụ cười, vì nhờ công việc này mà tôi được cống hiến cho đất nước của mình. Nhà kinh doanh hơi mỉa mai, cô cống hiến cho đất nước bằng cách cười sao? Vâng, thưa ông, người phụ nữ đáp, tôi cười với tất cả hành khách đến đây để họ thấy hài lòng và thoải mái. Khi đó họ sẽ mua sắm nhiều hơn, ông chủ của tôi sẽ vui hơn và tôi sẽ được trả nhiều lương hơn. Do đó, tôi có thể chăm sóc gia đình của mình và mang hạnh phúc đến cho họ. Hơn nữa, khi đó đông khách hàng, yêu cầu hàng hóa sẽ tăng lên, sẽ cần có thêm nhiều nhà máy và nhiều công ăn việc làm được tạo ra. Không chỉ thế, vì phần đông khách hàng của chúng tôi là người ngoại quốc, nên sẽ có thêm nhiều cơ hội giao thương với nước ngoài. Những người như ông sẽ đến nước tôi thường xuyên hơn, vì ông sẽ hài lòng với chúng tôi và có thể ông sẽ kể về chúng tôi với bạn bè và gia đình của ông. Thế nên, đất nước của chúng tôi sẽ có thêm nhiều du khách, nhiều ngoại tệ, nhiều việc làm và nhiều người sẽ hạnh phúc. Như vậy là tôi đã cống hiến cho trái đất nước của mình rồi. Thái độ và suy nghĩ của người phụ nữ về công việc đã khiến nhà kinh doanh kia hết sức ngạc nhiên và khâm phục. Ông chào cô rồi ra về. Từ sau đó, ông đã cố gắng truyền đạt thái độ ấy cho các nhân viên của mình. Đến hôm nay, công ty của ông đã trở thành một trong những công ty tiếng tăm nhất trên thế giới. Vâng, tiếng cười là liều thuốc bổ không tốn kém và dễ dàng mua được trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bên cạnh những giá trị về mặt tinh thần, tiếng cười còn mang lại sức khỏe cho mọi người. Nhất là trong những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, một nụ cười sẽ đem lại cho bạn một nguồn năng lượng mới, giúp bạn cảm thấy bản thân tự sảng khoái và mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, khi chúng ta cười, niềm vui sẽ được lan tỏa và chia sẻ đến những người xung quanh. Thậm chí, thiên nhiên cũng có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đó bởi một tâm hồn trong sáng và đầy yêu thương. Vậy nên, đừng bao giờ tiết kiệm một nụ cười cho chính bản thân mình nhé. Đón nhận những kinh nghiệm tiêu cực và nhìn chúng một cách tích cực, bạn sẽ học được rất nhiều từ những chuyện đã qua.
đừng để người khác phải phán xét bạn chỉ dựa vào một lỗi lầm nào đó. Hãy để quá khứ ở lại phía sau, nhưng đừng lãng quên nó. Thánh Kinh suy gẫm: tấm lòng vui vẻ là liều thuốc hay, tinh thần suy sụp làm xương cốt khô héo. Châm Ngôn 17 câu 22. Chúa yêu thương bạn. Amen.